Suất buffet 1 triệu một người. Có gì? Tô sashimi siêu to khổng lồ. Còn một bên sẽ là quầy hải sản nóng. Wow. Có quả sơn cứu to chưa? Có tận 5 loại pizza cơ. Có 2 phần tôm hùm nướng. Cái thịt tiều siêu siêu mềm. Wow. Đây, tính ra tôi quên quay tên nhà hàng luôn. Tên nhà hàng đây nha mọi người. Nó sẽ nằm ở trên tầng 3 của khách sạn Pullman. Rồi, đầu tiên chúng mình sẽ đến với quầy khai vị. Bên này sẽ là salad bar, có các loại salad cơ bản do đầu bếp thực hiện trước. Có gỏi bưởi trộn tôm, salad cá ngừ kiểu nice, salad mì Ý, salad khế thịt bò. Lấy mỗi thứ một tí một tí. Còn nếu không muốn ăn những cái loại salad trộn sẵn ở kia thì chúng mình có thể tự trộn theo khẩu vị cá nhân và sở thích của bản thân mình. Ở đây cũng có rất là nhiều các loại rau tươi để sẵn ở đây, ví dụ như là có súp lơ xanh này, dưa chuột, cà chua bi, cà rốt, ngô ngọt. Và đây là gì ta? Trông lạ lắm nhá. Cái này có phải là hồng không? Không ạ, cái này là củ dền. À, củ dền ấy ạ? Vâng. Nhưng mà củ dền non hả chị? Củ dền nhiều màu. Củ dền nhiều màu. Vâng, nó có củ dền đỏ, củ dền vàng, củ dền cầu vồng, dạng sau sắn là cầu vồng ạ. Ồ, dạ, em cảm ơn ạ. Để ăn khai vị thì chúng mình còn có thể ra quầy đồ nguội ngay bên cạnh nữa. Ở đây thì tôi thấy có các loại đồ muối, nhưng mà hình như chỉ để trưng bày thôi. Để trưng bày thôi ha. Ở dưới thì có thịt heo muối kiểu Ý này, cá hồi sông khói, pate gan vịt, giò lụa kiểu Việt Nam. Ở dưới mình có phô mai, các loại phô mai và mứt. Ê, tôi thích cái mứt sốt hành này, dã man. Trước ăn ở 4P ấy, thấy có cái sốt hành, gọi là mứt hành. Ở đấy họ gọi là mứt hành, ăn rất là ngon. Tí nữa sẽ ăn thử mứt hành ở đây xem như nào. Cái này là phô mai xanh nè. Phô mai này nếu mà bạn nào mà ăn không quen thì chắc sẽ thấy nó hơi bị thú, hơi bị khó ăn một chút xíu. Hơi nặng mùi. Ừ, hơi nặng mùi. Nếu mọi người không quen ăn phô mai thì hãy bắt đầu thử với cái loại phô mai này. Tôi nghĩ vậy, tại vì tôi thấy nó dễ ăn á. Đây đúng cái khu vực mà tôi yêu thích rồi. Kiểu đồ sashimi rồi cơm cuộn kim bắp các kiểu ấy. Nhưng mà với cái quầy này thì tôi nghĩ chúng ta nên ăn các loại cá sống trước, còn cơm cuộn thì để sau tại vì dễ no lắm. Đây là một tô sashimi siêu to khổng lồ, ở dưới chất đầy đá để giữ lạnh cho sashimi bên trên cho tươi. Wow, hôm nay được ăn sashimi đẹp bô luôn. Anh cho em xin một phần bụng cá hồi nhá. À có. Em cảm ơn chị. Dạ. Ê, tính ra tôi vừa phát hiện ra một cái điều vô cùng thú vị ở đây. Đấy là người ta sẽ chia ra làm hai cách ăn hải sản. Một bên là quầy hải sản lạnh, là đã chế biến lên rồi và đặt lên trên đá ăn lạnh luôn, cứ thế lấy ăn. Người ta nói đây là cách ăn của người nước ngoài, người ta sẽ thích ăn như thế này. Còn một bên sẽ là quầy hải sản nóng, như là bình thường chúng mình hay ăn ấy, là nó nóng hôi hổi thôi, cua, ghẹ, tôm các thứ. Đây bên này chúng mình sẽ có quầy hải sản tươi sống, và có rất nhiều cách chế biến, có thể chế biến trực tiếp ngay tại quầy dưới bàn tay của các chú, các anh đầu bếp. Bọn mình có thể ăn chiên này, nướng, hấp, luộc, làm sốt cà ri. Wow, hôm nay chúng mình có bún hải sản, tí phải gọi một bát ăn mới được, không thèm đấy. Ở đây sẽ có bánh khọt, gà quay mật ong và gia vị và vịt quay kèm theo các loại nước sốt. Trông bò xào lúc lắc hấp dẫn quá. Lấy một muỗng. Nhiều bò. Cái này có cá vược sốt chanh dây này, rau xào, ngao hấp xả sốt Thái, cá cay phô mai. Đâu, ở đây có một cái con cá vược to, người ta ủ muối rồi nướng. Mà em thấy giống như là ở dưới là một vị, xong rồi ở trên là một vị ấy. Sao cái phần thịt này nó lại khác khác ấy nhỉ? Là người ta đã lấy cái phần thịt nửa trên rồi nên là... Người ta lấy đây là gia vị ở trong bụng. Đúng đúng. Ê, có quả sơn cứu to chưa? Ở đây các chú các anh nướng ngay tại quầy. Nên mình sẽ lấy nóng sốt. Wow! Nhiều loại sốt quá. Bên này có 3 loại, xong bên này có 3 loại nữa, không biết chọn gì luôn.
Ngoài ra chúng ta còn có một quầy làm pizza ngay tại đây, nên tôi cảm giác nó giống như là một cái nhà hàng pizza thu nhỏ ở trong một mô hình buffet. Ở đây thì anh ấy sẽ làm tất cả các công đoạn như là nhào bột này, cho sốt, sau đó là nướng trực tiếp ngay tại đây luôn. Rất nhiều phô mai. Ở đây thì sẽ có hai loại phô mai anh ấy làm sẵn cho mình lựa chọn. Còn ngoài ra ở kia mình thấy menu có tận 5 loại pizza cơ. Nếu mà mình thích ăn những cái vị khác thì có thể order anh ấy làm theo kiểu đấy. Wow, lên được rồi, lên được rồi. Ê, đồ làm bếp ở đây xịn nhỉ? Nói nghe hơi thừa nhưng mà trông nó kiểu bị hiện đại, nó kiểu bị đắt tiền ấy. Nếu đây là bữa ăn sáng thì mình sẽ rất thích cái quầy này. Bởi vì lúc nào mà đi ăn buffet sáng mình cũng sẽ ăn một cái bánh mì gì đấy, ăn cùng với bơ lạc, ăn rất là ngon, có thể chấm cùng với sữa đặc nữa. Nhưng mà bây giờ là buffet tối nên là thôi tạm biệt các em yêu, ăn mấy cái này sẽ no mất. Anyway, ở đây sẽ có rất nhiều các loại bánh mì cho mọi người lựa chọn nha. Bánh mì đen, bánh mì thường, bánh mì Việt Nam, bánh mì mềm. Bánh này trông giống một loại khác của pizza quá ta. Cái này giống mấy chị ở trên Eagle ấy. Mấy chị trên Eagle hay làm cái loại bánh kiểu như này này. Không nỡ ăn. Đấy là cái từ mà tôi vừa nghĩ ngay ra trong đầu khi mà nhìn thấy cái quầy bánh này. Bởi vì nếu mà bình thường buffet ấy, thì thật ra người ta cũng làm rất là nhiều các loại bánh, nhưng mà thường là những cái loại bánh bông lan đơn giản thôi. Nhưng mà ở đây mình thấy nào là macaron này, xong rồi bánh phát trông rất là cầu kỳ và tinh xảo ấy. Đây, hãy nhìn quả bánh quả dâu này, rồi cái bánh gato to đùng này đi. Trông nó có giống như là kiểu bánh sinh nhật được làm đặt theo yêu cầu không ấy. Này thì làm sao nỡ ăn ở mọi người? Ai sẽ là người cắt miếng đầu tiên đây? Ai sẽ là người cắt miếng đầu tiên của cái bánh này bây giờ? Nếu mà ở đây thì mình có nhận dạng như là đặt bánh sinh nhật không? Ví dụ nhà khách dùng buffet ở đây và báo trước với mọi người, đặt trước với mọi người thì có cái dịch vụ đấy không? Có. Báo trước giúp chúng mình 24 giờ. Báo trước giúp 24 giờ. Đúng rồi. Là... với cái mức giá là 980.000 cho một người chưa thuế và được giảm 20% trong thời gian đầu thì mình nghĩ là cũng khá hợp lý, bởi vì chúng mình sẽ được ăn tôm hùm này, sò điệp và các loại hải sản đắt tiền không giới hạn, khá là hợp lý. Tại vì so với những cái nhà hàng buffet khác mà tôi đã từng đi ăn ấy, thường thì họ sẽ chỉ giới hạn là 1 tới 2 con hoặc là được tặng nửa con cho mỗi cái phần buffet thôi. Còn ở đây một cái con tôm hùm mình nghĩ là chia ra sẽ vừa đủ, và nếu mà không đủ thì chúng mình ăn thêm, ăn nhiều thêm, ăn bao nhiêu cũng được. Chúng mình sẽ ăn sashimi trước. Hấp dẫn quá. Em mù tạt. Người ta bảo là nếu mà lá rong biển thì hơi khó để phục vụ, bởi vì là cái đấy nó ỉu nhanh lắm. Tươi vậy trưởng ấy. Ngon. Ôi. Sốc không? Đồ chất lượng mà được ăn tôm hùm trông cũng to ấy. Thế tôm hùm có nhiều vị lắm. Tiêu đen này, trần cuối này, nướng này, hấp này. Ê, thế ăn cái hành này, tiêu đen trứng muối gì đi. Một cái tiêu đen nửa cái tiêu đen nửa cái trứng muối. Chị mình đang khen các bạn nhân viên ở đây rất là tinh tế. Ví dụ như là chỉ cần thấy nhà mình thiếu một cái gì đấy là các bạn sẽ đi ra hỗ trợ giúp đỡ ngay. Anh mình cầm cái cốc panna cotta ra thì lập tức có một bạn nhân viên ra hỏi là anh có cần thìa không. Em nghĩ nhân viên được làm ở trong khách sạn 5 sao thì người ta cũng sẽ được training một cách rất là bài bản và nghiêm khắc ấy. Nói chung là ở khách sạn 5 sao mà nói những cái việc đấy thì nó hơi thừa. Tuy nhiên ấy, không phải chỗ nào cũng làm được. 5 sao cũng có 5 sao thích, 5 sao giác mà. Đúng rồi, ở đây nhá, ăn tôm hùm hay là cua đều không giới hạn. Nhưng mà người ta nói thế nhá, tuy nhiên khi mà mình ra mình order ấy, họ cực kỳ vui vẻ. Tức là dù là mình chị lấy cua đến lần thứ 3 rồi đấy, nhưng mà vẫn rất vui vẻ. Họ tư vấn cho mình rất nhiều món nhá. Xong rồi mình bảo là nhưng mà tớ muốn ăn tất cả, tớ muốn thử tất cả, lấy cho tớ tất cả các vị. Tức là họ kiểu rất là khuyến khích khách hàng trải nghiệm nhiều lên, ăn thử nhiều lên. Chứ không phải là do mình ăn nhiều những cái đồ đắt tiền mà họ sẽ kiểu quay ra hóa chuyện hay là thái độ gì đấy với mình. Thử cái cua sốt trứng muối trong người tí là nó nguội, nó sẽ hơi tăng. Cua ở đây không quá to.
nhưng mà đổi lại thì lại rất là tươi. Chúng tôi gặp nhưng mà em nghĩ nếu mà to ấy thì một người ăn lại bị quá không thử được nhiều thứ ấy. Nó chỉ nên nhỏ nhỏ như thế này thôi mà tươi là ăn ok. Nên ăn cái mứt hành ngon không? Ừ, ngon rồi. Đấy, chỉ có một cái nhược điểm đấy chính là ở đây ấy, cái những cái phần phô mai này họ để làm to quá. Em nó có cái dưa dao ở đấy để cho mình thấy nhỏ ấy. Hơi khó cắt bởi vì khi mà tay mình cầm đĩa xong lại ấy nữa. Cắt em phải đặt ra một cái bên cạnh ấy. Mai ở đây ăn ngon. Trên cái mứt hành này ở đây ăn ngon nha mọi người, nhất định phải lấy mứt hành ăn cùng với bánh mì với phô mai. Thấy mứt hành đi. Đây bánh mì giòn nhỉ? Bánh mì ngon đấy. Ngon mà. Ăn kiểu bánh mì mới ấy. Họ cắt liên tục. À, họ không họ không để cắt một lượt đâu. Cứ cắt từng cái một. Ờ, nhìn nhìn nhá. Everything is okay. It's very delicious. Thank you. Từ sau thì cảm giác là bỏ ra một cái số tiền mà nó cảm thấy xứng đáng thì mình cảm giác là vẫn ok, vẫn sẽ quay lại nhiều lần. Với chất lượng đồ này em nghĩ ok. Thật ra nếu mà nó ngon ấy thì nó có cao một chút thì mình vẫn cảm thấy là nó hợp lý. Cái thịt kiều nó không có bị nặng mùi quá, nó vẫn có mùi đặc trưng của kiều. Đây bên này sẽ là thịt kiều, còn bên này là bò lúc lắc mình vừa lấy. Thịt kiều thì là ở từ một cái tảng to, xong người ta sẽ thái ra làm nóng và dưới sốt lên cho mình. Nó có hơi tai tái này. Mềm nhỉ? Vẫn có vị kiều, tuy nhiên thì nó không quá nặng nên là sẽ dễ ăn hơn. Đúng rồi, cái thịt kiều siêu siêu mềm. Sốt thì mình không cảm nhận được mấy, nhưng mà đại loại là thấy cái vị thịt kiều rất là rõ, nhưng mà nó không có bị gây và khó ăn đâu. Bò nên rất là đậm đà, mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua nhẹ nhẹ, thấy ăn với bánh mì ngon. Đây chúng mình đã có hai phần tôm hùm nướng, trong đấy có một cái là sốt tiêu và một cái là có phô mai ở bên trên. Nhưng mà tôm hùm này kiểu siêu mini ấy quý vị ơi. Tính ra ở đây mỗi phần họ chia rất là kiểu nhỏ 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 ấy, đến cả cái phần tôm hùm ấy cũng chia nhỏ ra luôn, để khi mà mình ăn mình thử nhiều hơn. Chứ để nguyên một con tôm to đùng hoặc là con cua to đùng ấy thì không thử được nhiều món. Đây tôm hùm không giới hạn, mời mọi người. Thịt rõ lắm, sốt phô mai này mình thấy với mình thì hơi mặn. Đây là sốt tiêu đen. Mình vừa xin khăn ướt nhưng mà mọi người bảo là không có khăn ướt đâu, nên mà anh vẫn mang ra cho mình một cái khăn lạnh như thế này. Ê nhưng mà cảm giác á, mặc dù tôm hùm rất là tươi nhưng mà cá nhân tớ sẽ thích ăn cua hơn. Ý là cua sốt, các thể loại sốt, còn tôm hùm thì mình nên hấp thôi, xong rồi mình chấm sốt là ok rồi. Sốt tiêu xanh ấy. Còn tôm hùm ở đây tôi không nghĩ là mình nên chế biến thêm gia vị đâu, tại vì cảm giác nó sẽ bị đắng hơn ấy. Nên tôm hùm ở đây chỉ nên hấp hoặc là nướng mọi. Đúng. Sau đấy ăn là giòn và ngọt nhất. Đúng, tôm hùm ở đây chỉ nên hấp hoặc là nướng mọi. Còn cua thì mọi người hãy gọi sốt. Rất là vót cho sốt tiêu xanh ấy. Tiêu xanh rất là đậm vị và thơm ấy. Sốt tiêu xanh ngon à? Ừ. Rồi, mọi người sẽ tưởng đây là một cốc trà đúng không? Nhưng mà không mọi người ạ. Nó là nước rửa tay. Ở bên trong sẽ có một lát chanh nha. Bọn mình ăn hải sản, tôm, cua, cá gì đấy, mặc dù là đã có thêm một cái căng tay rồi, nhưng mà vẫn có thể rửa tay. 10 điểm. Đây cũng là chị nhân viên tự quan sát xong thì ra đưa cho mình ý. Tinh tế nhở? Thích quá, 10 điểm tinh tế. Rồi chúng ta đã tới tiết mục tráng miệng. Tôi không thể ăn mấy cái đồ ở tháp sô-cô-la kia được, nên là tôi quyết định ăn chè. Ở đây có mấy loại chè nhỉ? Mình nhớ là có chè bưởi này, chè khúc bạch. Thì ở đây bọn mình lấy mỗi loại một bát. Chè khúc bạch tôi vừa ăn kéo của chị Loan rồi, ngon lắm. Nó mềm, nhúng nính, nhưng mà không quá ngọt đâu, ăn rất là thơm luôn. Cái này thì không bình thường.
Ăn nó mát mát và ngọt thanh thanh ấy. Và mọi người nhớ cho thật nhiều cái gọi là cái hạnh nhân vụn, hạnh nhân giòn này này vào ăn béo bùi thơm ngon lắm. Đây cái món này thì mình thấy nhà hàng làm hơi ngọt so với khẩu vị của mình. Nếu mà làm ít ngọt hơn một chút, kiểu nó thanh thanh một chút thì sẽ dễ ăn hơn và ăn được hết một cái bát nhỏ này hơn. Nhưng mà mình rất là đánh giá cao về cái việc người ta rất là chỉn chu trong khâu đề co, trình bày. Kiểu cái nào trông cũng rất là đẹp. Món đam mê của tôi, chả có nhẹ bảo là đi vào đây ăn buffet đắt tiền nhưng lại chỉ ăn bánh mì. Nhưng mà bánh mì ở đây ăn với bơ với lại mứt hành ngon là có thật nha. Đây đã là cái hũ bơ thứ mấy rồi mình không biết nữa, nhưng mà cái bơ ở đây ăn nó rất là thơm, nó rất là ngậy, nó rất là thanh ý. Nhưng mà bây giờ là buffet tối nên là thôi tạm biệt các em đi, ăn mấy cái này sẽ no mất. Chúng mình sẽ nhận xét về bữa ăn ngày hôm nay nhá. Đầu tiên là về chất lượng đồ ăn, về sự đa dạng đồng đều, đề co rồi các thứ thì mình cho 10 điểm. Còn về hương vị cá nhân ấy thì mình nghĩ là chỉ được tầm khoảng 8 cho tới 8,5 thôi. Tại vì cái này cũng tùy khẩu vị cá nhân từng người nữa. Thì mình thấy ví dụ như là quầy salad thì mình thấy không có hợp lắm. Quầy đồ tráng miệng thì sẽ có những cái loại bánh trông rất là tinh xảo, đẹp đẽ nhưng mà nó hơi ngọt. Còn đồ mặn thì mình thấy khá là ok. Tiếp theo là về dịch vụ thì mình chấm ở đây 10 điểm. Các bạn nhân viên rất là tinh tế, còn các anh mà đứng ở quầy thì rất là nhiệt tình. Ăn nhiều lên thử nữa đi, cái này ngon này, cái kia ngon này. Thì mọi người rất là nhiệt tình để tư vấn. Và cuối cùng là về không gian. Thì không gian ở đây rất là sang trọng. Chị nhân viên còn nói với mình là ở đây người ta rất là đầu tư từ những cái chi tiết rất là nhỏ nhỏ. Ví dụ như là có những cái bức tranh thì cũng là những cái bức tranh vẽ tay hết. Và sẽ có những cái bức tranh mà mọi người nhìn thấy về phong cảnh ấy thì chính là bức tranh của ngoại ô Hải Phòng hồi xưa. Mình không rõ là mọi người lấy tư liệu ở đâu nhưng mà mình được thông tin từ nhà hàng là như thế. Thì mình thấy người ta cũng rất là chăm chút và đầu tư cho thị trường Hải Phòng. Tổng thể bữa ăn ngày hôm nay thì mình thấy giá tiền phù hợp với lại chất lượng. Và hỏi có quay lại không thì mình sẽ quay lại. Ok.